Từ năm học 2024-2025, các trường trung học phổ thông chuyên sẽ chỉ có các lớp chuyên, không còn được tuyển sinh lớp cận chuyên chất lượng cao. Đây là nội dung vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong thông tư mới về quy chế tổ chức hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên. Ngoài bỏ lớp không chuyên, quy định mới cũng điều chỉnh việc tuyển bổ sung vào trường chuyên. Các trường có thể tuyển sinh học sinh cho cả 3 khối thay vì chỉ lớp 10 và lớp 11 như quy định cũ. Học sinh có thể đăng ký thi tuyển bổ sung vào trường chuyên nếu có kết quả học tập, rèn luyện tốt trong năm học liền trước.